Phân biệt chủng tộc vốn là một vấn đề vô cùng nhạy cảm từ trước đến nay, cho dù đó có là một hành động vô tình hay hữu ý. Thì nạn nhân bị phân biệt chủng tộc đều tổn thương và cảm thấy rất khó chấp nhận trước việc này. Có thể mấy bồ đã biết một trong những vụ việc gây ồn ào trong K-pop vừa qua cũng là câu chuyện xoay quanh về việc phân biệt màu da. Và để hiểu rõ hơn diễn biến của sự việc, mời mấy bồ hãy đến ngay với video của ngày hôm nay. Lưu ý, video này hoàn toàn được tạo ra với tinh thần khách quan, chứ không hề có mục đích công kích bất kỳ một cá nhân hay đưa ra những nhận định đúng sai của sự việc đâu nha mấy bồ ơi. Vậy nên, hãy xem video với mục đích giải trí thôi nha. Thế còn chần chừ gì nữa? Giờ thì, chuyện gì đang xảy ra thế? Hãy đi go! Khái quát thông tin về Grudge. Có thể nói, Grudge là một cái tên chẳng mấy xa lạ gì với fan K-pop lâu năm, sở hữu chất giọng đặc biệt cùng với những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Thêm vào đó là nét tính cách hài hước dí dỏm đã khiến anh trở thành nam nghệ sĩ được nhiều người yêu mến và ủng hộ. Thế nhưng vừa qua, cá nhân Grudge lại dính vào lùm xùm liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc. Dù vẫn chưa biết thực hư ra sao, nhưng ít nhiều gì thì điều đó đã đem đến sự tổn thương nặng nề cho những người bị phân biệt và nỗi thất vọng không kém từ người hâm mộ của anh. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, lễ hội năm 2022 Someday Flebroma đã được tổ chức với sự góp mặt của những cái tên nổi cộm như là Ha Sung Woon, Kim Tae Hwan, Suho của EXO v.v. Trong lần tái xuất, sau 2 năm vắng bóng dưới ánh đèn sân khấu để phục vụ quân ngũ này, Grudge cũng được kỳ vọng sẽ đem đến một sân khấu đặc biệt khó quên đến người hâm mộ. Thế nhưng vì màn trình diễn này mà anh đã vướng vào tranh cãi không nhỏ. Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội đã đăng đàn tố cáo Grudge vì đã có hành động phân biệt chủng tộc. Theo đó, chủ nhân bài viết nói rằng, trong phần giao lưu với những khán giả bên dưới sân khấu, Grudge đã hào hứng đập tay với người hâm mộ. Thế nhưng khi đến được hai khán giả người da màu thì anh lại ra ký hiệu từ chối và phớt lờ họ. Hành động này đã bị chủ nhân tài khoản mạng xã hội kia quay lại và đăng đàn tố cáo. Sau khi cuộc tranh cãi bùng nổ chỉ vài tiếng sau, nam ca sĩ đã lên mạng xã hội để đăng tải lời xin lỗi đến khán giả và giải thích rõ ràng hơn về những gì đã xảy ra. Grudge nói rằng nguyên nhân khiến anh từ chối tương tác với người hâm mộ không phải vì phân biệt màu da mà là để giữ an toàn cho những khán giả bên dưới sân khấu. Nhằm tránh gây thêm những hiểu lầm không đáng có, mình muốn giải thích rõ ràng rằng mình đã phải hạn chế việc đập tay với người hâm mộ như là một cách để đảm bảo sự an toàn của mọi người. Khán giả khi ấy đã đến quá gần rào chắn và mình còn thấy những người hâm mộ ở hàng ghế đầu đang bị đẩy sát vào đó. Vậy nên, mình mới nhanh chóng quyết định không tiếp tục thực hiện hành động đập tay vì sự an toàn của người hâm mộ. Mình thành thật xin lỗi vì hành động của mình đã gây nên sự hiểu lầm không đáng có. Mình vô cùng trân quý những người hâm mộ của mình và mình sẽ không bao giờ phân biệt đối xử hay đặc biệt ưu ái bất kỳ ai. Grudge phân trần. Thế nhưng, những đính chính của Grudge lại không được cộng đồng khán giả quốc tế chấp nhận. Họ cho rằng cho dù nhìn ở bất kỳ một góc quay nào thì vẫn thấy khá rõ ràng rằng hành động khiếm nhã của Grudge chính là biểu hiện của hành vi phân biệt chủng tộc. Thế nhưng cũng có những luồng ý kiến trái chiều đến từ vị trí cư dân mạng Hàn Quốc. Grudge chắc chắn không phải đang cố tình tránh né họ đâu. Tôi cảm thấy tồi tệ thay cho Grudge đấy. Những người hâm mộ quốc tế này biết rõ anh ấy không phân biệt chủng tộc. Vậy mà họ lại luôn tấn công bất kỳ người nghệ sĩ nào đến từ Hàn Quốc và khẳng định họ phân biệt chủng tộc. Khi chúng ta xem một video, Grudge đã ngừng chạm tay với mọi người. Anh ấy đã dừng lại chỉ vì nghĩ đến sự an toàn của mọi người mà thôi. Thậm chí các netizen đã đăng tải một clip đầy đủ nhằm chứng minh Grudge hoàn toàn vô tội và trong sạch trong ồn ào lần này. Trong video mới, âm thanh cũng được công khai đầy đủ. Ta vẫn nghe thấy khá rõ ràng rằng Grudge đã nói rằng mọi người có thể bị thương đó, hãy cẩn thận nào. Khi video được slow motion, nhiều người còn thấy rằng Grudge đã cố gắng chạm tay một trong hai người hâm mộ ấy lần nữa nhưng bất thành. Sau khi video được hoàn chỉnh được tung ra, hashtag Apologize to Grudge đã lên top thịnh hành trên nền tảng Twitter. Và nhiều người hâm mộ đã yêu cầu người đăng đàn cáo buộc Grudge kia hãy đứng lên xin lỗi anh. Không những thế, cư dân mạng còn tinh ý phát hiện rằng người kia đã cố tình tạo nên làn sóng phẫn nộ cho Grudge. Khi mà trước đó kẻ này cũng đã làm điều tương tự với rất nhiều nghệ sĩ K-pop khác như là AT, Junho, Hongjong, Loco và Heze. Trước khi dính phải những cáo buộc phân biệt chủng tộc này, Grudge vốn rất được lòng khán giả bởi hình tượng ngây ngô và hài hước của bản thân.
Nhưng như Candy đã nói, video này hoàn toàn mang tính trung lập và không khẳng định tính đúng sai của câu chuyện lần này. Nên nếu cáo buộc đó là thật, thì mong Crush hãy có lời xin lỗi chân thành gửi đến hai người hâm mộ ấy. Bởi việc phân biệt chủng tộc để lại cho nạn nhân những tổn thương không hề nhỏ về mặt tinh thần. Nhưng nếu những ồn ào lần này đáng lẽ không nên có và người đăng đàn kia thực sự có ác ý, thì Crush cũng cần cẩn trọng hơn để tránh bị gây hiểu lầm và tạo cơ hội cho những kẻ có chủ đích để tung ra những tin đồn thất thiệt khiến cho danh tiếng của anh bị ảnh hưởng. Và kẻ đã có hành vi gây tổn hại đến anh cũng phải lên tiếng xin lỗi, sau đó cần bị trừng phạt thích đáng để tránh lặp lại những hành động tương tự sau này. Đến đây thì video cũng đã kết thúc rồi. Còn bây giờ nhớ đăng ký kênh Vẫn Quả Chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD K-pop. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần lúc 19 giờ. Bye bye!